anh em, chào mừng em quay trở lại kênh Tốt Mọi Thơ. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi vị tướng Panic nhá. Thì Panic thì nó là một cái chất tướng gọi là giúp anh em farm rừng cực kỳ là nhanh luôn. Khi mà anh em chơi Panic thì nếu mà anh em farm chuẩn thì mình nghĩ cũng chỉ mất tầm 1 phút 30 giây là xong một vòng rừng rồi anh em ơi. Đây cũng là một trong những vị tướng gọi là hack vàng vô cùng là mạnh cho liên quân mobile luôn. Thì ok, ở trong trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ farm từ cái vòng bùa xanh trước. Tại vì sao mình lại farm vào từ bên bùa xanh trước? Bởi là vì sau khi anh em farm xong bùa xanh, anh em quay sang bên bùa đỏ thì là anh em ganh lên rồng. Đồng thời nếu mà thắng lên thì anh em có thể ăn luôn rồng luôn anh em ơi, giúp cho team có một lợi thế về vàng và kinh nghiệm chênh lệch với đối phương nha. Và về phần trang bị thì mình sẽ để dưới phần mô tả nhá, mình sẽ không nói thêm nhiều đâu anh em ơi. Để tập trung đánh anh em ơi. Ok này, mình sẽ ganh này. Ấy, trợ thủ tiếp bạn làm sao này. Anh em sử dụng chiêu cuối thì nhớ chặn đầu đối phương, cũng như là kích hoạt được những cái điểm lỗ tải của cái chiêu thứ nhất nhá. Nói sơ qua về cái chiêu thứ nhất cho anh em dễ hiểu thì là khi mà anh em lém cái chiêu thứ nhất trúng tướng địch hoặc là trụ ấy, thì anh em bắn thường hoặc là nó sẽ có thể gọi là khi mà anh em nứt chiêu thứ hai này đấy, nó cũng có thể tích điểm lỗi tại. Nếu mà anh em bắn thường 4 phát liên tiếp trúng mục tiêu mà khi sử dụng chiêu thứ nhất trúng ấy, thì sau 4 phát đấy nó sẽ kích hoạt một khoảng thời gian choáng chắc là tầm 0.5 giây. Không chắc gì là anh em cứ phải bắn thường mà nó kích được điểm nội tại đâu. Anh em có thể sử dụng chiêu thứ hai hoặc là chiêu cuối, nó đều có thể tích được cái điểm nội tại này nhá. Và đây cũng chính là một điểm khá là lợi thế của Panic anh em ơi. Chiêu thứ hai thì nó có thể gọi là bất tử được trong không phải mấy giây nếu mà anh em sử dụng đúng khoảnh khắc nha. Và đồng thời trên cái đường bay của cái vị tướng Panic này thì nó sẽ có một cái vạch điện. Nếu mà tướng địch dẫm phải cái vạch điện đấy thì nó sẽ bị làm chậm và gây thêm sát thương nha anh em ơi. Khi mà anh em chơi Panic thì nên chú ý cái mẹo này nhá. Và bảng ngọc thì mình sẽ sử dụng cho Panic là tốc độ đánh, tỷ lệ chí mạng. Còn ngọc tím thì là sẽ là tốc chạy, tốc đánh và 4 viên hút máu nha. Ngọc xanh thì là mình sẽ sử dụng công vật lý và xuyên giáp nha anh em ơi. Với bảng ngọc này thì Panic vừa có tốc độ chạy, tốc độ đánh và tỷ lệ chí mạng cũng như là công vật lý xuyên giáp khá là ổn anh em ơi. Mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Ok này, mình xin cà phê đi chạy động. Chạy đâu bạn ơi, mình xin nhá, khá là thơm anh em ơi. Có lẽ mình sẽ ăn xong con chim này và tiếp tục vét luôn cái trụ này thôi anh em ơi, để lấy lợi thế cho team anh em ơi. Khi mà anh em hạ được nhiều tướng địch như thế thì anh em nên lấy lợi thế cho team bằng cách là vét những cái trụ nhá. Chứ đừng nên là đẩy được, gọi là thắng được lên rồi nhưng mà lại không đẩy trụ nha anh em ơi. Có lẽ mình sẽ vào đây thăm hỏi vài con quái của rừng team bạn cho team bạn gọi là auto không có quái anh em ơi. Không có quái mà farm thì chắc chắn là rừng team bạn sẽ phế, mà rừng team bạn mà phế thì chắc chắn là mình sẽ xanh hơn nhá. Mỗi dùng chưa cuối định cướp con bồ xanh nhưng mà vai ô không được vậy, nhưng mà mid team bạn sẽ phải trả giá nha vì dám ngăn cản mình ăn bùa đâu. Ok nhá. Thì cái vị tướng Darcy mà mình vừa giết xong ấy, nó cũng có khá là nhiều skill khống chế, rất là ức chế luôn anh em ơi. Nếu mà anh em mà ăn phải một combo của Darcy chuẩn thì chắc cũng lên dĩa luôn đấy. Trời. Trừ khi anh em chơi tanh thì có thể thoát được, chứ nếu mà chơi những vị tướng máu mỏng kiểu như mình nên này thì là rất là dễ chết luôn. Nhưng mà chất tướng Panic này là một trong những cái chất tướng gọi là chạy rất là nhanh, cực kỳ là cơ động luôn. Nếu như anh em sử dụng skin hợp lý thì nó hoàn toàn có thể gọi là sử dụng chiêu thứ hai liên tiếp 2 lần nhá. Ôi ok, Vio chạy đâu, ôi rất là nhanh nhá, Vio chạy rất là nhanh luôn anh em ơi. Định nên sơi thịt của Vio để thêm từ một tí xanh sao, mà nghe có vẻ bạn ấy chạy nhanh quá trời quá đất à. Ok, này có lẽ mình sẽ vét thêm con rồng để lấy thêm lợi thế cho team. Khi mà anh em thắng được thế tất nhiên là ăn rồng là chắc chắn rồi đúng không nào. Lại vào thăm hỏi quái của team bạn tiếp này. Bởi vì khi mà anh em ăn được như thế này thì rừng team bạn sẽ auto là không quái nha. Mình sẽ đứng đây mình dình dập này, Vio chạy động, Vio chạy nên
quận bạn ơi, chạy đâu, lại còn trợ thủ, lại trợ thủ với chúng tôi đâu à. Ok nha, khi mà anh em chơi mấy kiểu lúp lùm thế thì cực kỳ là khó chịu luôn. Và chất tướng Vionet cũng không phải là một chất tướng yếu, nhưng mà chắc là do bạn đấy gặp phải mình nên là mới như thế thôi anh em ơi. Ok là mình sẽ ra mid hỗ trợ anh em và vét xong cái trụ này nha. Từ mấy ông ơi, tôi vào ăn một xong con bùa xanh cái nào rồi hẹn ra đánh nhau. Trời ơi, vội vàng làm chi, tôi chỉ cần bùa xanh thôi, còn những thứ khác tôi không cần. Khi mà anh em chơi Panic ý, thì anh em cần phải tích đủ gọi là 30 cái điểm của lỗi tại đồ rừng. Vì cái lỗi tại đồ rừng nó sẽ tăng cho Panic một lượng tốc đánh khá là đáng kể nhá. Và chơi Panic thì chắc chắn là anh em cần rất là nhiều tốc độ bắn để kích hoạt lỗi tại cũng như là ấy gây sát thương cao hơn rồi, tới đúng không nào? Panic không phải là một chất tướng gọi là sốc sát thương lắm, nó là chất tướng gọi là cấu rỉa dần dần, nên là anh em chơi cẩn thận nha. Ấy gấu làm gì mà vội vàng thế, bắt mình không dễ vậy đâu, trời ơi. Gấu nghĩ có thể ngon ăn thế à, làm gì cái chuyện đấy bạn. Ok, lại sim thêm con khỉ nữa này, trời ơi, ngon quá trời quá đất luôn. Panic thì bắn tay cực kỳ là thốn rồi, sát thương của kỹ năng nó còn có cả khống chế các kiểu nữa. Ấy không giết được AD nhưng mà ăn được trợ thủ nha. Ok nha, mình lại tiếp tục vòng lốp con gấu chạy đến quận bạn ơi, chắc chắn sẽ nhảy qua đây này anh em ơi. Đấy, chạy lên trời nha. Phát đấy, nếu mà ông gấu đấy không nhảy qua thì cũng chết bởi cái chiêu cuối của mình, và nếu mà chạy qua thì mình bắn thường thì cũng chết, nên là nói chung đi đâu cũng chết. Ok nha, và cái quả cầu bất tử của mình thì mình vẫn chưa sử dụng từ đầu trận nha. Mang tiếng mang phù hiệu này nhưng mà đến phút thứ 7 rồi cũng có dùng đâu anh em ơi, xanh quá mà, trời ơi, chắc tí nữa phải kiếm cơ hội để mà sử dụng thôi anh em ạ. Ok này, anh em có thể thấy đầu trận farm cực kỳ là nhanh, mà bây giờ cuối trận thì bắn nó lại càng gọi là mapping anh em ơi, cực kỳ là phê luôn. Ấy gấu chạy đâu cũng chết thôi anh em ơi. Và khi anh em sử dụng chiêu cuối của Panic thì là anh em chú ý là nó sẽ có sử dụng được hai lần nhá. Một lần là anh em đặt, sau đó nếu mà anh em đặt cảm giác nó không đúng chỗ thì là anh em có thể kích hoạt lần hai, nó sẽ bay đến vị trí của anh em nhá. Đây cũng là một mẹo, nếu mà anh em chơi AD mà bị sát thủ team bạn bắn thì tốt nhất anh em cứ kích hoạt cái đấy bay về phía bản thân thì nó sẽ giúp anh em bảo vệ khá là ổn nhá. Ấy trụ bắn ấy tí nữa là chết rồi anh em ơi. Gấu rất là căng nha, cái bạn gấu đấy nếu mà ăn một combo của mình thì cũng chết thôi, nhưng mà nếu mà mình ăn combo của bạn đấy thì còn chết nữa anh em ạ. Anh em có thể thấy bắn thường được 2k7 đam khá là đau nha. Ok là với cái tốc độ farm rừng này mình nghĩ không quá là lâu đâu, có lẽ là mình sẽ ăn con tà thần này thôi trong thời gian đợi bùa xanh ra anh em ơi. Bởi vì là mình cần phải có bùa xanh mà, thì mình sẽ ăn cái con tà thần này xong rồi mình sẽ lên ăn bùa xanh và kết thúc trận đấu anh em ơi. Ok này, để dành cái lẹp điện để bay qua tường anh em ơi. Trời ơi, từ mấy ông ơi. Ôi, định ăn bùa xanh mà mấy ông đấy hang đánh ngau quá trời à. Nhưng mà không lên giúp thì vớ vẩn, không đủ người, không đủ thành viên, chết lại đổi tại số. Gấu làm gì vậy? À đây, bạn combo có phải là đẹp mình rồi không, mà tại sao lại sợ thế, chơi gấu mà nhát thế làm sao mà có thể lên được trình pro chứ. Ok nhá, rất là nguy hiểm, nhưng mà tạm biệt gấu nha, tạm biệt pro gấu nha. Nhát cũng chết mà không nhát cũng chết anh em ơi. Có lẽ mình sẽ thông luôn cái trụ mít cho được hai đường rồi anh em ơi, ngon quá trời luôn. Bây giờ mà thêm được một đường lính nữa thì là được một đường mega rồi, thì là auto mapping luôn. Ok này, choáng cực kỳ là lâu nha, rất là khó chịu nha. Caffeine làm gì bạn ơi, có lẽ mình sẽ thông nốt cái đường bên này để lấy ba đường lính siêu cấp anh em ơi. Ok, có ba đường lính siêu cấp rồi này. Ok nha, mấy ông ơi rút thôi, ba đường lính rồi rút thôi, để tôi ăn mấy cái con bùa cái. Trời ơi, bây giờ đánh nhau cũng làm gì thắng được, bởi vì là khỉ cũng vừa mới về nhà hồi sinh xong mà. Trời ơi,
mấy ông tham giao tranh quá à. Và nếu mà anh em gặp những cái trường hợp như này thì tốt nhất là lên đi về nha. Bởi vì tuy là anh em đang thành thế nhưng mà thiếu thành viên thì không nên tham ở đấy quá. Thôi bởi đợi tí đang tới rồi mà vẫn cứ đứng ở trên kia đánh nhau kìa. Nếu mà team bạn mà kết hợp tốt thì hoàn toàn có thể outplay ngược lại và dẫn đến thua ngược nha. Điều này là không lên đâu anh em ơi. Anh em có thể thấy ba con lính to đùng khổng lồ như kiểu ba con Toro như này, xác định team bạn là Zero Reply rồi. Băng thẳng luôn, sử dụng quả cầu băng sức bất tử và gấu lại chết dưới tay mình. Mình định cho bạn gấu ăn cái mạng đấy mà nghe có vẻ bạn ấy không ăn được rồi. Và có lẽ clip của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.